Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố PC02 đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi bắt cóc để cưỡng đoạt tài sản. Lãnh đạo phòng PC02 cho biết khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 8, đơn vị nhận tin báo từ cảnh sát địa phương về vụ việc. Ngay sau đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập hai phó giám đốc là Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng trưởng các phòng nghiệp vụ tham mưu an ninh cảnh sát của Công an thành phố tới trung tâm chỉ huy để chỉ đạo điều hành các lực lượng tham gia điều tra phá án. Khoảng gần 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động điều tra, truy bắt đối tượng. Ông cho biết tất cả cán bộ tham gia vụ án đều hiểu rõ sự lo lắng của lãnh đạo công an thành phố về tính mạng sức khỏe của cháu bé. Các chiến sĩ quyết tâm phải phá án trong thời gian nhanh nhất. Bước đầu nhận tin, lực lượng chức năng lập tức xác minh các mối quan hệ của gia đình bị hại và đối tượng, đưa ra kết luận sớm nhất để dựng lên lộ trình gây án, bỏ trốn của kẻ bắt cóc. Khoảng thời gian bắt giữ nạn nhân, Trung liên tục gây sức ép cho gia đình bé trai, tạo các cột mốc thời gian phải đưa tiền, nếu không hắn đe dọa bố mẹ cháu bé sẽ mất con. Theo lãnh đạo phòng PC02, quá trình bỏ trốn trong đêm, Trung thường xuyên chọn địa điểm vắng vẻ, có tầm quan sát rộng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Hắn đề phòng trường hợp bị cảnh sát theo dõi hay bắt giữ thì có phương án bỏ trốn. Bên cạnh đó, thủ đoạn tinh vi của đối tượng còn thể hiện ở việc hắn liên tục thay đổi địa điểm hẹn giao nhận tiền với gia đình bị hại. Ban đầu Trung yêu cầu giao dịch tại cầu Thanh Trì, sau đó hắn lại chuyển các địa điểm khác nhau. Về phía phòng PC02, các trinh sát ngoài việc đối mặt với sức ép thời gian, sự an toàn của nạn nhân, lực lượng chức năng còn gặp các khó khăn như đối tượng sử dụng ô tô gắn biển kiểm soát giả, khu vực rà soát rộng, di chuyển nhiều tỉnh thành như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, v.v. nên khó khoanh vùng. Thời điểm giao nhận tiền, lãnh đạo phòng PC02 cho hay đối tượng chỉ cho một mình mẹ cháu bé tiếp cận, đi bộ từ đường ven vào khu công nghiệp Đồng Văn. Sau khi kiểm tra đúng là tiền, Trung nhận rồi thả bé trai và lái xe bỏ chạy. Khi đã đảm bảo sự an toàn của bé trai, các lực lượng chức năng lập tức vây bắt Trung. Khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, sau 10 tiếng đồng hồ gây án, Nguyễn Đức Trung đã bị bắt với khoảng 13 tỷ đồng do mẹ bé trai đưa. Tại trụ sở công an, bước đầu, đối tượng khai nhận vì nợ nần nên gây án. Trưa 15 tháng 8, khi vừa trở về từ trụ sở công an thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Xuân Chiến, bố của cháu Ken, tên thường gọi của bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc con trai bị bắt cóc ngay trước cổng nhà. Trung xuống xe nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng ôm bé trai, lôi vào ô tô. Trong lúc lái xe bỏ chạy, anh ta yêu cầu bé trai đọc số điện thoại người thân để liên lạc. Trung liên tục dùng 3 số điện thoại sim giác gọi uy hiếp, yêu cầu gia đình con tin đưa 15 tỷ đồng, tiền chuộc. Sau gần một ngày xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Xuân Chiến và chị Đào Thanh Huyền là bố mẹ cháu bé vẫn chưa khỏi bàng hoàng và thấy vô cùng may mắn khi được cảnh sát giải cứu con để trở về với gia đình. Lúc đấy thì vợ chồng anh đã biết là con mình bị bắt cóc chưa? Hay là vẫn chưa tin? Chưa tin. Thì sau đó thì như thế nào? Sau đó thì anh bảo chị gọi lại số đấy. Thì nó tắt máy, thì nghe thấy giọng đàn ông tắt máy. Nghe thấy giọng đàn ông tắt máy thì lúc đấy mình biết là đúng rồi, bị bắt cóc. Sau lúc đấy? Tức là lúc đấy ra là anh cảm nhận luôn con bắt cóc rồi, là anh chưa kịp check cam gì cả. Anh bảo chị ở nhà là nhiệm vụ ở nhà check cam, còn anh lúc đấy là anh gọi đã gọi cho công an rồi. Và anh chạy ra thẳng công an anh báo rồi, chưa cần check cam. Nó phải mất tầm khoảng 15-20 phút sau mới có cam. Đối với cảm nhận của mình là đúng con mình bị bắt rồi. Nó phải nhận đến 20-30 cuộc, nhiều lắm. Nó gọi bằng mấy số? 23 số rồi. Gọi xong một số gọi 2-3 cuộc lại rút sim, lại đổi sim, tắt máy, đủ kiểu. Còn nhiều cuộc gọi bảo tao mày không nghe lời tao, tao đã dặn mày thế rồi, mày đang chơi tao đấy, mày không cần con à, mày cần tiền à, để tao cho mày đến đúng 12 giờ không thương lượng nữa, không 12 giờ mà không nhận được tiền thì coi như là đừng nhìn thấy con nữa. Sau đấy là vẫn dây dưa kéo dài, gọi thêm cũng 5-7 cuộc. Tất nhiên là càng về sau cái độ uy hiếp nó càng cao. Cơ cuộc gọi mà chốt lại là mày vẫn chưa đi à? Lúc đấy là mấy giờ? Lúc đấy tầm khoảng gần 2 giờ. Mày vẫn chưa đi à? Mày không nghe lời tao à? Thôi nhá, coi như tao mày không cần nói chuyện nữa, là tắt máy, cơ cuộc anh sợ nhất. Hiện trường khu vực là dãy biệt thự BT7 thuộc khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này hầu hết là nhà riêng nên ít người qua lại dù có bảo vệ. Rất nhiều người dân trong khu vực đến nay vẫn không khỏi lo lắng về vụ việc xảy ra vào tối qua, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.
Ngày 16 tháng 8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra truy bắt đối tượng bắt cóc một trẻ em tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo ngày 14 tháng 8 năm 2023 tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội xảy ra vụ án bắt cóc một trẻ em để tống tiền với tính chất manh động, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án. Đến 5 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đã bắt giữ được thủ phạm, giải cứu an toàn cháu bé, thu giữ một xe ô tô, một khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thủ đô, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng thi đua, lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích nêu trên của các đồng chí, đề nghị Công an thành phố Hà Nội khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 14 tháng 8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị DTH, trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, về việc con trai chị sinh năm 2016 bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt đưa lên xe ô tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó chị Hát nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con. Tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về trung tâm thông tin chỉ huy, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí mật phục đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng, đồng thời phối hợp với công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án. Sau gần 10 giờ đồng hồ trắng đêm, đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, giải cứu thành công cháu bé về với gia đình, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.